Hi Hi, Again, anyway, today Bible meditation is Book of the John, chapter 1, verse 1 to, what can you say? Verse 40, 51. Johan sai tìm mùi Johan chụp mùi mà khó thì à sắp mùi Okay. Okay, Janna. Okay, you may read first from the first verse to last verse. First John, and then John. Yeah. Johan chụp mùi Chapter 1. Verse number one, yeah. Here the last. First verse to last verse. Oh, mà cái bụng mà à, mà cái bụng. Mà cái bụng mà khó hàng. Này, ăn từ ai ăn tập qua. Môi bì bấy. Cá đạp đồng bóng miên bè bình tốt. Bè bình tốt có con nơi chỉ muốn làm bè. Hai bè bình tốt nụ án chỉ bè. Trốn cung nơi chỉ mua những bé tăng ông pi đào màu crop được ba tiếng ó ban cát màu đời xa trồng thấy nông bản đa được ba đài ban bằng cát tiếng quần má nốt miên ở vậy miên ở vậy na mũi cát màu cà bị trồng lại nơi nông trống miên chỉ vật hai chỉ vật nốt chia phần lư nơi mình đổ lộ phần lư nốt có lư màu nông dịch đây ngất tái dịch đây ngất vô mình đo mình lấy tề miễn mà nẹ chung mô dô hán đã bắt trông ban chặt ở máu nẹ lúc ban máu xâm rạp chi ti bên to đọc bây đừng thơ bên to bị bình lưới và gió ai mình tiền ớt ban chứa đòi xá quạt quạt mình mê chi bình lưu mình tề cứ mọc làm tay nâng thơ bên to bị bình lưu bình nọ ai bình lưu đọc bất nụ cứ chi bình lưu đại bóng lưu đo mình tiền ớt đại cát mọc nông lục cây trong ban công không lục cây hay lục cây có cao mọc đôi sở tổng đại tại mình bên qua tổng tể trong ban giếng mọc công nơi phản đầy đồ bỏ trống tại đây không vật ban từ tua trống sở còn tại ở nhà nạ đại từ tua trống cứ ở nhà nạ đại chưa đo bởi nghiệm trống nút trong ban bởi tiên ông lát ở ban từ lọc chi công bẹt cứ chỉ cô đai mình mến các mau bị chiếm rư tam rạch na khang lục sạch rư tam chùm non đây mình đúng lời cứ các mau ông phí bè bình bè bình tú có trò lọc chia sạch chiếm hai bán sạch nơi chùm mùi nâng dương lọc nìa dương lọc nìa bán khơi sẽ rời lọ trốn cứ chia sẽ rời lọ này bè đi chụp bọt ra tại mỗi đài mọc bị bè vô bạch đàn liên bên chia bạn con nâng sẽ cái đầy Phật ai vô hán bán thua bằng toán bị trông đau bằng lứ ủ tiền làng thá cứ bị bệ ông ni hai đài trong bạc thá bệ ông đại dương mọc rào khi nhóm trông bán thở lọc chia mà nút ớ chia môn khiêm vinh bắt trông con nữ một nhóm hai dương tầng ọc nha bán thật tua ông phí sẽ cái đầy phô quên như là bọt trông màu cứ chia bà con thay lơ bà con thỏ bật bắn đá kết bị này trong tuần mát ban bà tiên mau đòi xa lột mồ xế tại ai bà con nâng sẽ cái đáy bật nút ban mau đòi xa bà chê sư trì phình khuyên vầy khuyên nẹ ná đại khơn bà ngoài miên ta bà đi chụp bật ra tại mũi đại cung nơi khăn ống ao ra bà vô bày đa bà nọ trông ban xùm tay ao xoá để ổn sạ xây phim được bó lục vô hàn cá mọc xa dù đá chất bụi xoan nâng bụi xê vi bị trông dê đô xe lấm áo mọc xua vô hàn tháng ta lục chia nẹ nà nút quạt vừa bình toán
Giang ní cư quát bạp tam trống ở lớn miên lẹ ở vầy lời. Thà khi mình mến chìa bạc kỳ tê. Nú kê xua thà chóng lộp chìa nẹ nà. Chìa lộp ê lì giá rực ấy có trái thà mình mến tê. Ta lộp chìa hào ra nụ rực ấy. Nú có trái thà tê. Để chân ấy kê xua có tiệt thà. Ta lộp chìa nẹ nà tử vinh. Lúc nâng niêm ra sát bị khuôn lúc đôi mặt đạch đạp bấy. Áo dớng rõ khí bàn nóng viện tơ trùm riêng. Lúc đã chặt áo dớng. Khi nhông mọc hồng. Lúc quạt cổ bạc thác. Khi nhông chia xùm lên đài bù lư lăng. Nơi tiêu đồ hào tháng. Thà chốt. Đồng rõng lâu thoai bệ oan một chá. Đôi chia hào ra ế sai bàn tì tục. Ai phụ nẹ đài. Bàn chặt mọc lúc. Kê chì phụ phá đi xì. Kế có su có thả, bà lộp mình mẹ chế bệnh kri, rư lộp ê lì giá, rư hào ra ngủ tế, cho hai đời với bàn chì lộp, thuở bốn trông tực lực chân này. Dô hán trả lời thả, ai khi nhóm bàn thuở bốn trông mùi tực, đòi tực bình tái nơi còn đa phụ nẹ rõ kênh nụ miên bệnh ong, miên bệnh mùi ong đài nẹ rõ kênh mình sqoài, cứ bệnh ong nụ hời, đài mau cầu khi nhóm. Tại ban công nơi một nhóm, khi mình cua nâng sai sai giúp qua ba trung tế. Ri ai ca tình ní, ban cát mọc nơi phung bê thà nì. Khăn ni tuần lê, dò đà, chia còn lại đà dô hàn cùng phung tại phơ bốn trường mùi tật. Bà Giê-xu chia con chim được bọc đẹp. Lúc ai lắng dô hàn ban khơn bà Giê-xu. Đã trông cùng phong tại dưỡng mọc ái quật. Nú có bố thảm nụ nọ cô chim lấy bếp. Đã đọc bạc nụ. Đã đọc bạc nụ lộ. Cứ bị bệ ong đi. Hỏi đã khi nhóm bạc thảm. Cảo khi nhóm miên bệ mùi ong. Dưỡng mọc đã bán trở lập. Chia mùn khi nhóm bất trông cùng nâu mục khi nhóm. Khi nhóm mình bán sko trông tệ. Tại khi nhóm mọc thuộc bôn trường mùi tức đi. Cứ đọc bây nâng xâm đánh, áo sát Israel, bán sqoát trông bật nọ. Dô hàn có thuở bần tỏa thác, trong bán khớn, bè vị nhiên riêng chọc bì lờ mê, miên rục đồ chịp riệp, mọc xin thật lời trông. Khi mần bán sqoát trông tệ, bần tái, bè đại chặt ở trong mọc thuở bần trông mùi tức, đòi tức, trông miên bần túl, mọc trông thả. Đại anh khơi bệ vị nhiên riêng cho mọc sự thật lời nẹ ná. Cứ nẹ nụ hời đại thuở bôn trường mùi tức đòi bệ vị nhiên bỏ đi sọt. Khi ông bàn khơi mềm, hai có thuở bình tốt vì bệ ong nụ. Thà trung chỉ bệ đi chỗ bọt ra ngay bệ bật mềm. Sớt đại tam bệ Giê-xu mừng kể. Lúc ai lắng, tiệt dô hán thô nơi chỉ mùi nâng sớt quạt bị nẹ. Quạt mơ tơ bệ Giê-xu đại trung cổng phung tài riêng tới. Có bố thả, nụ nọ con chim lấy bệnh. Sớt có tên phí nẹ, nụ có lưu đài rối kê đá tàm. Bệ Giê-xu tẩn, ai bệ Giê-xu, trông nghệ bài mọc khơi nẹ tên phí cùng phùng tại đá tàm. Có miễn bệnh bần tu tờ kê thả. Nẹ mọc lộc ấy, kê tu trái thả. Đã biết cứ bài thả lục rủ. Ta lộc lợi ấy nà, trông miễn bệnh bần tu thả cho tàm trong tầm mớ. Kê có tới khơi gần lại đã trốn cùng nơi. Rút nơi chỉ mua nâng trốn không thể nụ. Bê nốt ra hai chi mọc bốn. Đừng nghĩ hỏi khi nông nẹ tầng phi đài. Lưu vô hàn bố nốt. Hai có tam trốn tầng nốt miên. Mà nẹ chmua. Ô nốt trề. Chịp ôn Simon Petro. Môn nằm bốn quạt rô. Simon chia bông bằng cách có bạc thá. Dược bán khơn bệnh mê dí. Hời. Rút quát ngon bông tờ ai bệnh Giê-xu. Ai trốn. Có tốt mơ quát hai miệng bình tù thả. Nẹ chmô Simon chia con dô nát. Tại trời hai thá. Kịp hạ huỳnh. Lúc đó sẽ ảnh lão bệnh Giê-xu sau bệnh hạ bệnh tới trong diễn tờ ái sớp Galilee. Trông có rô khớn, Philip. Cả bàn khớn hai nụ trông niệm bần tu tờ quạt thá. Chô tam trong mọc, ai Philip ní. Quạt nơ bê say
Bê sạch đà chia tì krong rục bóc ổn trề nâng bê trô Philip Corok na Thanel rút bạp thảm dương bàn khơi bệ ống nụ hời cư chì bệ đài lộp mô xê bàn chánh tục vì trung nực nông kịch vị nấy hai bộ hào rá có bán tiên vì trung phòng trung bệ niềm thai dì xù chì bệ dô xếp nơ phúm nà xà rạch tai nà thà nè lì dạy thà ta miên ở với đồ lọ a à chênh vì Na sarai mọc ban lư tê. Philip chai lang tha cho tam chung tơ mơ cho. Rayusu trung kern Nathanel mọc ai trung có mi bred bun tu bi got tha nu no chia sẻ Israel bred men. Tai at miên chết ok bay nu na tha nail tu su tha lok squak nhóc bina mọc. Rayusu mi bred bun tu chai tha. Môn đai Philip hai mọc. Cả nè nợ cọng đàm lùi vía nợ lái lúc trong bàn khởi hại Nà thần nét có tu trông thả lúc rù lúc chìa bệnh đi chụp bật ra nè bệnh lúc bà quạt chìa sạch nè xa Israel mến mến bệnh Giê-xu mến bệnh bệnh tù chạy thả đòi bước tại trong bàn đi dây bạp nè thả trong khởi nè nợ cọng đàm lùi vía nụ ban chỉ nẹ chưa được ấy nẹ nâng khơi ca đó thông bị say lớn chiêng ni tờ tiệt rồi trông miên bạc bần tù thà bạc quạt mên khóng bạc nẹ chia bạc quạt thá nẹ rõ khía nâng khơi mê bạc chống hó nâng phụ tê bạc đá này bạc hoa láng hoa cho lỡ cồn mà nụ. Amen. Ok. As you knew, the book of the John is very, very important for getting the salvation and for knowing the God's divine nature and the character and the will of Jesus Christ, what the Jesus Christ conceived his thought in his heart. And, how can live for the glory of God as a sincere Christian? Everything was written in the book of John. Especially there is a difference between the match Luke and the Mark and the John. Matthew, the book of the Matthew was written in terms of Jesus Christ is the king of the Jewish people, right? Jesus has how now come to be Matthew, who is the same the jam the MP, the Greek which is like Pusa Judah. So just in terms of the Jesus Christ being the Jewish people's king, and what about the Mark? Mark was written in this aspect. In this aspect, means Jesus Christ is a servant of God. And Luke was written in terms of Jesus Christ being the man of human being.
Luca đến cứ về xe bò dài một tí rồi cứ chia menu and John book of John mentioned that Jesus Christ is true Jesus Christ true God ពី Johann គឺសំខាន់ណាស់សេឡាងដោយនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបាទ especially Jesus Christ is son of God ពីសំគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះជីវិតនៃព្រះអង្គយើងall the book of the gospel gospel book just focus on the history of the Jesus Christ saying and the history of the Jesus Christ life something like that but the John focus on what the Jesus Christ and what the God conceived his mind what is his real intention right behind the story of the Jesus Christ ចាំថាព្រោះដំណឹងល្អនោះគឺសរសេរឡើងក៏ copy នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺសរសេរឡើងនៅអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះប្រកាសហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដល់ពិតប្រកបរបស់ផងរបស់ផងចាស់ Discrete so from the Matthew to Luke we can say there are story of the Jesus Christ and especially book of the John told us the Jesus Christ real mind what the Jesus Christ conceived ដូច្នេះគេមានថាចាប់ពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយរហូតដល់ពីលូកាមកព្រោះថាគេហៅថាព្រះគម្ពីរនៃដំណឹងល្អដូច្នេះគឺពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានគឺសរសេរឡើងពីព្រះគ្រីស្ទគឺជាមនុស្សមកពីហានព្រះព្រោះ so compared to other the gospel book the John the book of the John is more has more many deep meaning ចឹងថាបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីព្រះពីនៅដំណឹងល្អព្រះគម្ពីរយូហានគឺមានអត្ថន័យជ្រៅជាងគេThat's why the book of the John is more important than other gospel books ចឹងថាព្រះពីយូហានហ្នឹងគឺមានសារៈអីហ្នឹងសំខាន់សារៈអត្ថន័យជ្រៅជាងគេជាងដូចព្រះពីលូកាព្រះពីម៉ាថាយព្រះពីម៉ាកុស That's why you can say Matthew Luke Mark is like like article which were written in the newspaper and the book of the John is like a interpretation of that article ដូចជាម៉ាថាយព្រះពីលូកាព្រះគម្ពីរម៉ាកុសពិសារនោះគឺគ្រាន់ដូចជាលក្ខណៈវិជ្ជទស្សនាដីប៉ុន្តែនៅព្រះគម្ពីរយូហាននោះគឺបរិយាយអំពីទាំងសិស្សឲ្យបីក្បាលនោះឲ្យបោះក្បាយ This is basic understanding of the book of John right និយាយមែនថាគ្រឹះនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដែលសរុបសេចក្តីទាំងអស់នោះមក And right we should think we will think about some verses in the John chapter 1 ខ្ញុំយើងគួរតែវិភាគឬក៏គិតសេចក្តីគិតមើលខ1ចំនួនokay the first verse said in the beginning there is a word right ក្នុងខ1នេះគឺកាលពីដើមមានព្រះបន្ទូល in the beginningThere was a word. Why did God write down that kind of the account, that kind of the verses on the
Book of the John. Mà hệ đấy mà bây giờ bạn có xe là bài chỉ kho bật phết luôn. Tục được chứ này. Chắc chắn là. Chắc chắn là. How can you guess? Why God write down the first verses, first verse? In the beginning, there is a God. In the beginning, there was a God. Yeah. But the Bible says, in the beginning, there was a word. Why? Because God wants people to know His word and know Him also. So that's why God use people written this verse. It's correct. Probably because some people just was confused that they was to find out the God and God's will, God's existence, but they just despise the words of God. That's why God show us the importance of the words of God to us, right? That's why the first indicate that there is a word. There is a word in the beginning. Bible says like this. Nói chia mà nô khá cái mình sâu áo bơ cái khoảng xoay rô bông nông phá tây bằng bè. Bằng đá cái mình sâu chỉ khóa lô tờ lời bè bằng tù bằng bè. Nói chia vậy là trông bằng miệng bằng tù bằng đá. Chia rương tự bà con nốt. Chư vì chia sẻ đây bệnh mối và trông bằng miệng bằng tù thà. Ca bị đàm là bị đột về bị đàm bằng bốn cứ miệng bằng tù. But in this verse, the word is not the true word. The word has more deep meaning. Because when this Bible was written in Greek language, the word is not the word. The word is